Ngựa đi kêu oan. Chuyến này hơi thật. Từ nay chuyến nào cũng như chuyến này thì chẳng mấy nhà mình giàu nhất nhì cả trấn này luôn. Khôn hồn thì để lại tất cả của cải vàng bạc xuống, ta sẽ tha cho một con đường sống. Cướp, chạy đi. Dám chạy hả? Chạy đàn chơi. Con ngựa khốn kiếp này, trời ơi, đau quá. Sao cơ? Con ngựa này của ông đã cứu ông khỏi đám cướp sao? Mà có vẻ nó bị thương rất nặng. Đúng vậy, nó đã lao ra cứu tôi khi những tên cướp chuẩn bị chém vào tôi. Nó đã đá túi bụi vào bọn cướp và đưa tôi chạy xa. Đời ông quả là may mắn, có được một con ngựa tuyệt vời như thế. Nói nó là ân nhân cứu mạng của ông cũng không qua đâu. Đúng vậy, nó là con ngựa anh hùng và tình nghĩa. Cho dù sau này, tôi thề rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt đến hết đời. Này, anh Sáng ơi, dậy ăn đi. Anh Sáng, mày không nhìn thấy gì nữa sao? Sao giờ mày trở nên thế hả? Sao lại trở nên thành mù lòa thế hả ngựa? Làm sao cùng ta đi buôn nữa chứ? Chắc tao phải mua con ngựa khác thay thế mày thôi. Tao phải đi làm ăn kiếm tiền nữa chứ. Còn anh Sang gầy yếu quá rồi, chắc không thể hồi phục được nữa. Mà bắt con ngựa mới này ở chung chuồng với nó thì chật chội. Từ mai, con ngựa mới này sẽ giúp tao đi làm ăn, nên nó cần phải nghỉ ngơi. Mày chịu khó ở ngoài đi. Hey, con ngựa này giờ không còn được tích sự gì nữa. Để nó ở lại chỉ tốn thóc gạo thôi. Hay là tống khứ nó đi cho xong. Có chuyện gì thế? Nhanh lên mọi người ơi, có người đang kéo chuông kêu oan. Trời ơi, chưa sáng trời đã kêu oan gì chứ. Phiền quá đi, chẳng cho ai ngủ ngay cả. Xem ai đang kêu oan kìa. Ôi, chẳng phải con ngựa quý đã cứu mạng lão Lanh Ca đây sao? Sao nó lại trở nên thê thảm như thế chứ? Tôi đã chứng kiến lão Lanh Ca thề rằng sẽ chăm sóc nó đến hết đời cơ mà. Sao giờ lại ngược đãi, chuồng rẫy nó đến thảm hại thế này? Đúng rồi, lão ta thật phong ơn bội nghĩa. Con ngựa đã giống chuông kêu oan, chúng ta hãy thể theo lệ làng, lấy lại công bằng cho con ngựa này đi. Trời ơi, sao các người lại bắt tôi ra đây? Hãy nhìn đi, con ngựa đã từng cứu mạng ông, bị ông đối xử như thế đấy hả? Sao mày lại quay về đây? Mọi người bình tĩnh, dù sao nó cũng chỉ là một con ngựa thôi mà. Lão Lanh Ca, con ngựa này tuy chỉ là vật nuôi, nhưng lại rất trung thành và tình nghĩa, dám xả thân cứu mạng sống cho ông. Vậy mà ông đã phản bội lời thề, ngược đãi con ngựa đã từng cứu mạng mình. Ông là kẻ bất nghĩa, sẽ bị trừng phạt theo luật làng. Ông ta đáng bị trừng phạt. Trừng phạt ông ta đi. Đúng vậy, trừng phạt ông ta đi. Nước Trường Sinh. Bệnh tình của đức vua ngày càng xấu đi, thần e là khó qua khỏi. Tại sao lại không thể chữa được? Ông là thần y cơ mà. Vậy là chúng ta chịu bó tay sao? Thật ra thần biết ở đằng sau dãy núi có một thứ nước gọi là nước Trường Sinh. Nếu đức vua được nước ấy mà uống thì sẽ khỏi. Thật sao? Nhưng thứ nước ấy vô cùng khó tìm, và chặng đường ra sau núi vô cùng nguy hiểm. Không sao hết, dù có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa,
ta sẽ đi tìm thứ nước trường sinh ấy để cứu sống vua cha. Nếu ta lấy được nước trường sinh về, cha sẽ yêu ta nhất và nhất định sẽ nhường ngôi cho ta. Bằng giá nào, ta cũng phải tìm được nước trường sinh. Chào chàng trai, anh đi đâu mà vội thế? Ngươi là ai mà dám chặn đường ta hỏi này hỏi nọ? Biến ra mau! Chuyện gì thế này? Sao anh cả đi lâu thế nhỉ? Không biết anh ấy đã tìm được nước trường sinh chưa? Hay là anh ấy gặp chuyện gì rồi? Bệnh cha thì càng ngày càng nặng. Thưa cha, con sẽ đi tìm nước trường sinh để cứu cha. Con đừng đi, ta thà chết còn hơn để các con phải gặp nguy hiểm. Các anh con đã không trở về rồi, con mà đi nữa thì... Chính vì các anh con không trở về nên con phải đi. Cha yên tâm, con sẽ đi tìm nước trường sinh cứu cha và cứu cả các anh con nữa. Chàng trai trẻ, cậu đi đâu thế? Cha tôi hấp hối, tôi đi tìm nước trường sinh, nhưng tôi không biết nó ở đâu nữa. Vì cậu cư xử lễ độ nên ta mách cậu tìm nước trường sinh. Trong sân một tòa lâu đài bị phù phép, có một cái giếng phun nước trường sinh. Ta sẽ cho cậu một que sắt và hai cái bánh để giúp cậu vào. Cậu lấy que sắt đập 3 cái vào cửa sắt thì cửa sẽ mở. Trong đó có 2 con sư tử rất ghê. Cậu vứt cho mỗi con 1 cái bánh thì nó yên. Cậu hãy mau đi lấy nước trường sinh đi. Vô cùng cảm tạ ngài. Đây chính là giếng thần sao? Hả? Nàng là... Cảm ơn chàng đã giải thoát cho ta thoát khỏi phép thuật. Ta là công chúa nước lân cận, bị giam cầm tại đây đã lâu. Nay nhờ có chàng mà ta mới thoát ra được. Thật cảm tạ chàng, không biết lấy gì đền đáp ơn chàng đây. Không có gì, ta là hoàng tử Út xứ Khoai. Chỉ là ta cần lấy một ít nước trường sinh về chữa bệnh cho cha ta. Vậy chàng cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Ta phải về nhanh cứu cha gấp, vậy xin được cáo lui. Tạm biệt chàng, ơn cứu mạng này ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Cảm ơn bác, tôi đã lấy được nước trường sinh. Nhưng bác có biết bây giờ anh tôi đang ở đâu không? Anh tôi đi tìm nước trường sinh trước tôi mà chưa thấy về. Chỉ vì họ kiêu ngạo nên ta phù phép khiến họ bị kẹt giữa rừng rồi. Vậy ư, cầu xin bác làm ơn thả anh ấy ra được không? Cha tôi yếu lắm rồi, nếu không thấy anh ấy trở về, ông sẽ không sống nổi mất. Thôi được, nể tình cậu, ta sẽ tha cho cậu ta. Nhưng cậu phải đề phòng cẩn thận, cậu ta xấu bụng lắm đấy. Anh, em đã tìm được nước trường sinh rồi. Thật hả? Vâng, chúng ta về nhà thôi anh. Thằng Út nó lấy được nước trường sinh về chứ không phải ta. Cha sẽ cho nó nối ngôi, còn mình sẽ mất phần. Mình phải chiếm lấy nước trường sinh. Này, anh mệt quá, chúng ta nghỉ một lát đi. Vâng, thế cũng được ạ. Anh mệt quá, lại còn đói nữa. Để em đi kiếm chút gì ăn tạm vậy. Này, nước trường sinh quý như thế, để lại đây anh trông cho an toàn. Vâng, anh trông cẩn thận nhé. Cha, nước trường sinh đây, cha uống đi cha. Gì thế này, uống nước trường sinh phải tỉnh ra chứ. Sao bệnh lại càng nặng hơn được? Ngươi bỏ thuốc độc ám hại cha đúng không? Chắc chắn là thế rồi. Bây đâu? Hãy lôi hoàng tử đi. Không, không phải em, không thể nào. Thật tuyệt vời, chưa bao giờ ta cảm thấy khỏe như thế này cả. Thuốc trường sinh có tác dụng thật rồi. Cha, là hoàng tử Út đã ám hại cha. Cho cha uống thứ nước độc đó cha. Thật thế ư? Thưa đức vua, thần đã làm theo lời người, đã dẫn hoàng tử Út đi săn rồi xử lý hoàng tử rồi ạ. Tốt lắm. Thưa đức vua nước láng giềng đột nhiên gửi rất nhiều quà tặng tới và kèm theo bức thư này ạ. Nước láng giềng ư? Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc của tôi tới hoàng tử Út của ngài vì đã cứu con gái tôi thoát khỏi bị giam cầm dưới giếng nước trường sinh. Nước trường sinh ư? Chính hoàng tử Út đã tìm ra nước trường sinh.
Vậy mà ta đã nghĩ sai cho hoàng tử Úc. Ta đã hại chết con ta. Tất cả là lỗi của ta. Làm sao ta có thể chuộc lại lỗi lầm này được đây? Đức vua, xin người hãy bình tĩnh. Thật ra hoàng tử Úc chưa chết. Gì cơ? Hoàng tử Úc còn sống sao? Người nói thật chứ? Dạ vâng, thần không cam tâm giết hoàng tử nên đã thả hoàng tử đi. Hiện hoàng tử Úc đang trốn ở một cái hang sâu trong núi. Vậy hãy mau mau đón hoàng tử về đây cho ta. Mau lên! Hoàng tử Úc hiền lành, tốt bụng sau khi được đón trở về, đã kết hôn với công chúa nước lân cận kể từ đó. Còn hoàng tử Anh vô cùng xấu hổ, bỏ đi biệt tâm, không dám quay về cung nữa. Buổi tối mùa đông, lạnh quá, khuya thế này không biết còn taxi không nữa. Ông ta bị sao thế nhỉ? Anh có sao không? Sao anh không kiếm chỗ nào ngồi cho đỡ ướt? Người anh ướt hết rồi kìa. Anh có lạnh không? Taxi đến kìa, anh có muốn lên xe không? Kìa, anh có đi không? Có đi không? Mưa thế này hiếm xe lắm đấy. Dạ thôi ạ, cảm ơn anh. Anh sao thế? Anh định cứ ngồi đây dầm mưa mãi sao? Anh không thấy lạnh hả? Tôi không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng cứ ngồi đây mãi thế này không phải là cách giải quyết tốt đâu. Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Vậy thì chắc chắn ngày mai sẽ không tệ như ngày này nữa. Anh hãy về nhà và đợi chờ những điều tốt đẹp hơn đi. Cô về đi, khuya lắm rồi đấy. Thế còn anh thì sao? Anh định ngồi đây đến bao giờ? Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh. Anh nói sao? Chia tay ư? Anh xin lỗi, Rose đã có thai với anh. Anh... Rose, có thai với anh? Không thể thế được. Một người là bạn thân của tôi, một người là bạn trai của tôi. Tại sao hai người dám lừa dối tôi? Anh xin lỗi, em hãy tha lỗi cho anh. Hình như kia là cô gái mình gặp hôm trước. Cô ấy bị làm sao thế nhỉ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô làm gì thế? Là anh sao? Sao anh lại kéo tôi lại? Hãy để tôi chết đi. Tôi không muốn sống nữa. Làm sao tôi có thể để cô chết được? Cô quên là đã nói với tôi những gì ngày hôm đó sao? Thôi nào, cô biết rõ đây không phải là cách giải quyết tốt nhất, đúng không? Duyên số đã khiến tôi lại có thể gặp cô một lần nữa trong tình cảnh này. Cô biết không, nếu như ngày hôm đó tôi không gặp cô thì có lẽ tôi đã chết rồi. Đó là một ngày tồi tệ khi tôi biết tin mình mắc căn bệnh ung thư quái ác, mọi thứ xung quanh tôi đều sụp đổ. Tôi đã đứng dưới mưa suốt 10 tiếng đồng hồ để nghĩ cách khiến mình ra đi ngay lập tức mà nhẹ nhàng nhất, không phải chịu cảnh bệnh tật dày vò. Cho đến khi gặp cô hoàn toàn là một người xa lạ mà lại quan tâm lo lắng tôi, khiến tôi bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường. Và đúng như cô nói, tôi đã chờ đến ngày mai. Phép màu thực sự đến khi bác sĩ gọi điện thông báo cho tôi rằng kết quả xét nghiệm của tôi đã bị nhầm với một người khác. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Thật sao? Chúc mừng anh. Cô thấy đấy, một người tưởng chết như tôi còn có cơ hội làm lại. Vậy chẳng lý do gì để cô phải từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này chỉ vì một người đàn ông tệ bạc. Hãy nghĩ rằng ngày mai sẽ tốt hơn như cô đã từng nói với tôi. Anh nói đúng. Suýt chút nữa tôi đã làm điều dại dột rồi. Thực sự cảm ơn anh. Tôi mới là người phải cảm ơn cô. Chính cô đã cho tôi một cuộc đời mới. Hứa với tôi, cô sẽ không bỏ cuộc nhé. Cô xứng đáng nhận được hạnh phúc. Tôi tin là vậy.
Ừ, tôi hứa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.